Chúng ta ai có những khoảnh khắc cho riêng mình, có những khoảnh khắc mà các bạn luôn luôn muốn nhớ tới và ghi giữ sâu trong cái đầu óc này này, những khoảnh khắc mà các bạn chỉ muốn quên đi thôi, ví dụ như cái khoảnh khắc này. Và bây giờ hãy thử xem qua một số khoảnh khắc mà có thể là vừa đáng nhớ tới, có thể là không đáng nhớ tới đối với mọi người. Thôi không, đừng đi mà, cuộc đời còn dài, sai còn nhiều, sao mày lại thử đi hả chim? Nhưng mà có thể nó biết bay. Không, rõ ràng nó tự tử mà. Không, tôi biết nó biết bay mà. Ai chụp bức ảnh em? Thử cá xem nó có bay được không nhé. Hả? Mình thấy buồn cười là tại sao cả gia đình này không ai có vẻ mặt gì hoảng hốt. Bà này thì hơi hơi, nhưng thằng này thì như kiểu là cuộc đời của nó chuẩn bị sang một trang mới. Yes, em gái của mình chết rồi. Một cảnh gia đình khá đẹp à, một người chú này bế hai đứa cháu và một đứa cháu bé ở trên. God dang it. Cái vẻ mặt của gia đình này chắc là vẻ mặt chuẩn xác nhất. Người bố thì kiểu người em thì kiểu người mẹ kiểu còn mình đoán là mặt con này đang kiểu cá sấu thật đấy á. Đây là bức ảnh mà chụp lúc cá sấu ở dưới nước thật đấy á. Mình đang sợ vãi các bạn ơi. Nhưng mà cái điều đáng sợ hơn là mình đang tưởng tượng cái số phận của cái thằng nào chụp bức ảnh này. Mình không chắc là nó sẽ ổn sau bức ảnh này. Nhưng dù sao thì anh cũng đã ra đi để lại một tác phẩm để đời cho nhân loại. Một bức ảnh, một khoảnh khắc rất là đáng nhớ. Một bức ảnh rất đẹp ở bể bơi. Xa xa kia là có những cô gái rất là xinh đẹp đang ngồi trên lưng của hai chàng trai rất là đẹp trai đùa giỡn. Đằng xa này thêm một đống cô gái nữa và thêm một đằng đẹp trai nữa. Và đằng này có một người chuẩn bị tiến đến giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Biết ngay một ngày nó sẽ xảy ra mà. Thề luôn luôn mình có cái tư nghĩ trong đầu, kiểu mình đang cảm giác mình đang chạy xe. Sớm muộn thì cái bánh xe đằng trước của mình nó sẽ long ra và mình cắm mặt xuống đoạn đường. Wow, mơ ta ra người đúng lúc người thấy thật. Tôi ghen tị quá, tôi cũng muốn làm như vậy. Đã mày muốn làm như vậy, tao ghen tị, tao muốn cắm mặt vào tuyết và ở trong người với cá luôn. Chụp một bức tự sướng ở Braga, Bồ Đào Nha trong một lễ cưới, khi đó bắt được một cái đám bồ câu đang bay qua. Và mình tự hỏi tiếp theo nó sẽ làm gì. Trong phim thì bồ câu bay qua đầu sẽ làm gì? Mình để các bạn đoán tiếp trong vòng 10 giây. Thế này thì sao? Thế này sao? Đây là diễn biến tiếp theo tuyệt vời những bức ảnh mà vừa chụp nhà thờ xong. Chuẩn bài luôn, đúng bức ảnh này. Đúng rồi, một đoàn chim bồ câu bay qua và nó sẽ làm gì? Làm thế này này. Làm tốt lắm, đoán đúng rồi. Ôi vậy, nhà mình có một con mèo y như này, nó cũng đánh đá y như này luôn. Con chó mặt nó cũng y như này. Thao, nó bệnh dại rồi. Một bức ảnh bình thường đúng không? Bố, mẹ và con, một con chó nữa, một gia đình hoàn toàn tuyệt hảo ở giữa vùng cây thiên nhiên. Thứ gì không bình thường ở đây? Thứ gì làm nên khoảnh khắc này đặc biệt? Nhìn vào góc này, nhìn vào góc này, có phải là một con rắn không? Một khoảnh khắc đẹp hay không thì mình không biết, nhưng mà khoảnh khắc sắp chết hay không thì mình biết. Thấy chưa, mình biết mèo độc ác mà. Các bạn thấy không, mình nhìn, các bạn nhìn cái bản mặt con chó vừa nãy em. Đây cũng loài mèo đây, các bạn nhìn có thể thấy được cái móng vuốt của nó chọc sâu vào tâm trí của cái người phụ nữ này. Cô thật là đau buồn, vật vã, thật là đau đớn. Mà nhìn vào con mèo này kiểu hãy cúi đầu trước tao, boss head. Đây, thưa các bạn, đây mới được gọi là một bức ảnh khoảnh khắc tuyệt vời. Một cá sấu, đây là một con cá không xấu, một cá đẹp. Cái cách mà người ta chụp được những cái bức ảnh như này kiểu tuyệt diệu ấy, nó kiểu 1% là nghệ thuật nhưng mà phải đến 99% là may mắn. Làm sao mà ai có thể bắt được cái khoảnh khắc? Yep, đây chính là một bức ảnh chụp gia đình tuyệt hảo. Nhưng mà sau bức ảnh này thì không còn gia đình nữa rồi. Sau bức ảnh này nó triệt ngòi giống, triệt hết rồi. Đây là chu di cam tộc, cửu tộc, không còn gì nữa. Cảm ơn các cậu, bây giờ gia đình tôi đến hôm nay là hết nhờ con chó này, nên gia đình tôi tiếp tục không có triệt sản. Tưởng là chuyện này chỉ có thể ra ở bể bơi với đấy thôi chứ.
ở sân trượt tuyết cũng thế à? Ồ, chúc mừng bạn là người thứ hai trở nên đạt danh hiệu người ngu nhất thiên hạ. Thôi là nghĩa là được, thực ra là họ không may mắn rồi, mình làm thế hơi xấu tính, nhưng mà bạn vẫn người ngu nhất. Bức ảnh này là mình nhớ đến cái khoảnh khắc mà con cá sấu nó chuẩn bị đỡ phun cá không sống. Yep, tạm biệt con tay. Tay ở lại nhé, ngón đi đây. Đây là bức ảnh về sự đau khổ. Đau khổ, cực kỳ đau khổ và buồn bã. Em biết là gì không? Yeah, có phải bức ảnh có không gì đặc biệt này? Hai đứa trẻ em chơi với một ông già Noel vào ngày Giáng sinh. Nhưng ẩn sau này là một sự đau khổ vật vã. Hãy nhìn kỹ vào cái bàn tay của đứa trẻ này. Em thấy gì không? Một cái dây. Phải rồi đấy, một cái dây. Nó tuột mất cổ ống bay 20 năm trước rồi. Đây chính là cái khoảnh khắc mà chúng ta biết là chúng ta đã mất thứ gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Cốt của ông bay bị tuột ra khỏi dây. Và khoảnh khắc buồn nhất, khoảnh khắc vui nhất, nhưng mà ngay sau đó thì khoảnh khắc buồn nhất. No. Ok, đây là những khoảnh khắc để đời trong ngày hôm nay. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ là khoảnh khắc nào các bạn thấy để đời nhất? Comment phía dưới và hãy nhấn nút like để mình có thể biết được. Thế với các bạn lại, mình gặp lại.